hôm qua vào nó ngồi thì ăn là được. Ông trẻ này lại đang là tiếp tục làm măng ớt à? Xin chào các bạn nha. Mình đang ở trại của ông trẻ các bạn ạ. Bây giờ hiện tại đang là 5 giờ chiều mọi người ạ. Ông trẻ tranh thủ làm một lọ măng ớt mai. Mai làm gì đã được ăn, ăn được ông trẻ nhỉ? Mai lấy cái lọ hôm trước đi ăn ông trẻ nhỉ? Tức là như này các bạn ạ. Ngày mai thì mình sẽ đi chăn trâu cùng ông trẻ các bạn ạ. Đấy, sẽ quay một ngày làm việc của ông trẻ nha các bạn nhá. Sáng mai hai chú cháu sẽ đi. Còn cái này là cảnh này là của ngày hôm buổi chiều hôm trước thôi. Cái này mang tre chưa ông trẻ? Mang tre. 5.000 đấy, hai ngọn này 5.000 đấy. 5.000 cơ, ông mua ai cả? Con ấy nhìn nhuyễn. Ai cái dao này sao giống của cháu đấy ông trẻ? Dao của ông dài. Hả? Của bố dài. Đổ xe à? Úi giời. Đổ xe à con? Đi đi. Đi đi con. Cú đi cho em đi theo nào. Ôi già ghê quá hai anh cu. Không đuổi được anh Bin à? Đây là bản tam sao thất bản của bản anh Bin các bạn ạ. Đây là bản đời 2018 mọi người nhá. Còn anh kia là đời 2014. Giống nhau đâu, mọi người nhìn thấy giống nhau. Mình có hai thằng cu giống nhau y xì luôn đấy. Nhưng mà đồng chí này là gần 4 tuổi rồi nhưng mà mới nói được từ ông. Từ ông mới từ đi được các bạn ạ. Mới từ ô thôi, ô tô. Mình cũng đưa đi cháu đi viện nhi trung ương để khám rồi nhưng mà bác sĩ bảo là về cứ cho cháu đi học với trò chuyện với cháu nhưng mà thời điểm hiện tại thì vẫn EA thôi các bạn ạ. Các bác và với các bạn mà có kinh nghiệm nuôi trẻ con thì có thể chỉ giúp mình với để dạy cho cháu nói sớm. Đi học như này vất vả quá, chỉ đi buổi sáng thôi. Đấy, nhìn thấy chưa, nghịch lắm. Nhưng mà nghịch lắm các bạn ạ. Ê, con lại nhặt cái gì bẩn đấy, con đi con. Nhưng mà cái gì cũng biết các bạn nhá. Đấy, bảo uống sữa thì uống, bảo ăn thì ăn. Một anh đời 24. Đó đi con. Một đời 2 Bill là 28 mọi người nhá. Em Bill và em Bin. Đây em này bây giờ. Con xin chào cả nhà. Hôm nay con sẽ đi. Ai da. Lên anh Bin đi con. Con đi lên anh Bin đi. Đi lên anh Bin đi. Anh Bin đi qua rồi kìa. Nào đuổi đuổi luôn. Đuổi luôn. Đuổi luôn này. Nào đúng rồi. Đã xong chưa? Rồi. Đã xong rồi nhá. Đã xong rồi à? Nhanh thế. Đây các bạn ạ. Thực ra là ông trẻ làm măng ớt thì ngon lắm mọi người nhá. Cực kỳ ngon đấy. Không phải mình nói quảng cáo đâu nhưng mà ngon lắm. Làm ăn được nhanh. Mai cũng đi trễ. Thôi, bây giờ là chuẩn bị cơm tối thôi ông trẻ nhỉ? Cơm tối thì không quay nữa mọi người nhá. Hẹn mọi người ngày mai nhá. Để quay hai chú cháu đi diễu hành. Trải nghiệm đi châu diễu hành nhá. Diễu hành thế nào đấy? Ừ. Có rượu chứ. Có rượu gì thế nào? Ok đấy, lán chạy. Có rượu, có rượu, nó mới chơi được. Đây các bạn ạ. Như hôm trước mình đã chia sẻ rồi. Hôm nay mình sẽ quay một ngày làm việc của ông trẻ. Nói chung là video nó tính chất nhẹ nhàng thôi. Ông trẻ hôm nay là thả lúc 2 giờ nhỉ? 3 giờ kém. 3 giờ kém. Mấy giờ mới về không? 4 giờ kém. Hôm nay đi lối nào? Vòng quanh trái đất. Vòng quanh trái đất à? Cho ăn một tiếng thôi, cho ăn một tiếng.
điều khiển ba con trâu mọi người nhé. Ông trẻ này là cũng có bạn đi trâu cùng đấy chứ nhỉ? Có phải không đâu. Đúng, anh luôn chạy luôn. Tí đi lối nào ông già nhỉ? Vòng quanh. À, đi theo lối này chứ? Đi vòng quanh luôn. Lên đây. Không xuống những keo kia. Xuống cái chạy. À, xuống chạy luôn nhỉ? Ừ, rồi, đi luôn. Ok. Chạy về còn đây nhiều lắm, nó làm luôn lắm. À. Chạy. Được, ông đi trâu phải xem trâu chứ. Chiều trẻ nào được. Đấy, ông trẻ sẽ đi như theo như này các mọi người này. Tức là sẽ đi theo đoạn theo lối này lên. Vòng lên trên đỉnh kia, đấy, xuống đây. Đây. Đấy, xong là xuống dưới chỗ này, trại nó hồi nằm ở chỗ này này. Là đuổi trâu về. Mùa này nó cũng dễ thả nhỉ ông trời nhỉ? Mùa này dễ thả nhỉ? Hả? Hơi tập rõ nhiều. Mấy nữa gạt chắc dễ hơn. Ừ, nhưng mà mùa này nó cũng ấy nhanh, cấy nhanh. Không có cỏ. Con này là đầu đàn không? Con này con của mình đây. À, con đấy đầu đàn à? Con của ông ấy. Ừ, nhưng mà con nào vắng một con đàn kia đi theo chứ? Chưa. À, thế là con này đầu đàn thôi chứ. Ông trẻ này có một cái tài khả năng là các bác không thể làm được. Đó là cũng có các bác cũng làm được nhưng mà mình nghĩ rằng là tỷ lệ làm ít các bạn ạ. Đó là thầy cúng mọi người nhá. Đấy. Và làm bùa ngải. Đấy, làm bùa ngải. Bố yêu ấy mọi người nhá. Đấy, ví dụ như là ông trẻ nhỉ? À? Ngoài việc đi châu ông còn làm thầy nữa ông nhỉ? À, nhiều việc lắm. Nhiều việc chứ. Làm thầy, làm bùa yêu nhá mọi người nhá. Đấy. Vợ chồng nào mà ly hôn gọi là muốn nối lại hoặc là như nào nhỉ? Bỏ nhau các thứ mà gọi là con giáp 13 ấy. Là ông gọi về hết nhá mọi người nhá. Đấy, anh em nào muốn kiểm chứng thì cứ test thử thôi. Ông trẻ không nhá đó. Đấy, cứ cho ông trẻ làm thử nhá, chỉ cần một cái áo thôi. Một cái cúc áo thôi là ông trẻ có thể điều khiển được ngay. Ông trẻ nhỉ? Chuẩn luôn. Đi vòng quay với nào. Đi vòng gia đình dụng cái xong người chạy ra. Ờ, ok. 4 giờ đã về rồi, bây giờ là 3 giờ sáng rồi. Đấy, nói thật đấy anh em nha. 3 giờ sáng rồi. Một ổ gà mà đang ấp ngày thứ 12 mà ông trẻ làm bùa phát là bỏ trứng luôn. Bỏ không ông trẻ? Bỏ luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Người ông trẻ mà thích phá là ông trẻ phá được hết. Anh em nào mà không tin thì cứ thử cho ông trẻ một cái cúc áo thôi. Một cái tin nhắn thôi hoặc là một cái gì đấy thôi ông trẻ có thể điều khiển được hết. Đang ở với nhau có thể sang ở nhà khác luôn đấy. Ông trẻ nhờ? Dễ quá. Dễ luôn đấy. Các bác không tin thì các bác cứ thử xem. Ăn cơm còn phải nhá. Còn cái việc mà ví dụ mà đang hạnh phúc mà thích ông trẻ cho chia đôi là chia đôi con đường luôn đấy. Tài lắm mọi người nhá. Thôi ông trẻ tí nữa theo lối đấy nhá, cháu đón đầu lối kia nhá. Ok nhá. Là tí về chú cháu mình làm tí chương trình ẩm thực nhà ông trẻ nhờ. Alo, cái chán bảo. Làm chứ. Luôn đây lo đi mua. Ai không là đứa gì chuyện này. Nặng gánh kinh tế quá nhỉ. Đấy. Chú rồi về làm với người cháu như vậy đó. Quê mình nhỉ. Đang chuẩn bị gạt rồi. 15 hôm nữa là gạt rồi nha mọi người nhá. Đấy.
mấy. Nồi có nhỏ quá không anh chị? Hả? Rồi. Thế rồi nhỉ? Đúng rồi. Đấy, như đã hứa với mọi người nha, với ông trẻ các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ mời ông trẻ một bộ trễ lợn. Trễ lợn, cái này, con này gọi là trễ lợn, nó không phải lợn nái ông trẻ nhá. Lợn thường thôi. Có nghĩa là chưa lợn chưa sinh sản. Đấy. Cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Hai ông cháu chỗ này thì ok luôn. Ông dạy nhờ? Đúng không? Thế thôi, thoải mái luôn. Ai nói không thoải mái thì cũng không thoải mái, nhưng mà ngon đúng không? Lấy lợn thường là chỉ thế thôi. Bây giờ ông trẻ đang hỗ trợ mình công việc là đun nó lại các bạn ạ. Vì là mình mua ở quán thì nó luộc thì luộc chín rồi, nhưng mà kiểu mình phải luộc lại cho nó nóng. Đấy, đâu, quay lại đây chào. Đây, anh em nhá, từ để cho quay lại đấy. Ông quay lại đây chào. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, ok. Đấy, hàng khủng đấy anh em ạ. Nhưng mà cháu nghĩ ông chả phải để sôi nước nào ông mới thả vào. Sôi rồi, cho vào nó mới dừng. À, cho vào nó mới dừng đi. Tí mình ăn, mình lấy kéo mình cắt thôi ông trẻ nhờ. Thì rồi. Ờ, ăn đến đâu. À thôi, mình cứ cắt ra cho nó thoải mái. Ăn cắt đi đấy. Úi giời, bộ này tuyệt vời luôn. Như gái còn son luôn, bộ này. Để chạy trứng vào đây luôn nhờ. Không, mình nhóc ra mình cho trứng vào chứ. Ờ. Còn mấy quả trứng lộn này. Mấy quả ông trẻ ơi? 5 quả. 5 quả. À, mua lâu chưa? Tối quả quả. À, cái này là ông trẻ mua các bạn ạ, nhưng mà tí nữa cũng luộc ăn luôn. Một đứa ông quà, một đứa bóng đá chạy ăn nữa. À, hôm qua xem bóng đá gì. Để luôn, ok. Chỉ có mình với ông trẻ thôi các bạn ạ. Nếu có thể tí nữa sẽ có thêm anh Hòa nữa. Bởi vì anh Hoa hiện tại là đang đi chút sơn mọi người nhá. Đấy. Ố, nóng hồi luôn ông chả. Đợi trứng chín mình mới chiến hay đợi anh Hoa một tí nhá ông chả nhỉ? Thế điện lại lên đâu rồi? Ờ, đến đâu chứ, đây là Phát Ba này. Này cho bác rồi vào lên luôn. Hả? Cho tất cả cái đồ này vào đây luôn. Cho luôn vào à? Ừ. Cắt được. Ok, ông trẻ cứ cắt món đấy trước đi cũng được. Cái này cho bác à? Ông cắt ra đây luôn. Đây. Ừ, ông cứ cắt trước ra đây đi. Đây, bây giờ là chú cháu sẽ... Ai dạ. Được đấy, ông trẻ nhờ bộ này ấy nhờ. Tuyệt lắm. Ơi, sẽ tuyệt về... Nó đi đâu rồi? Hả? Mít à? Các bạn là mít hôm mấy hôm nay là em mít bận hái chè mọi người nhá. Ừ. Nhà mít cũng khá là nhiều chè. Thì ra là không tham dự với anh em trong một hai video được. À, như thế. Chứ không phải là anh em ăn là không gọi mít. Hôm nay nó bảo là ông Tiên bị ông sao. Ừ. Ủa, con này chắc giòn đấy ông trẻ nhờ. À, nào. Ai à, bắn tiết rồi này. Rồi, rời này cơ mà. À, không được cất kéo đâu. À, cho ông trẻ là không có thơn nhỉ? Có. Nói chung là kiểu ông trẻ làm chỗ để ấy đó, trông cá thôi. Thành ra nó không có thớt. Đầu tiên, ai, cháu thấy con đỏ nhỉ ông nhỉ? Mẹ nó. Ờ, nó phải kể mẹ nó cho ơi. Nó phải thế. Thế được. Không cút được à? Cũng được, có cơ hội cụt chưa? Kéo cháu sợ bục cả nắp chầm chéo luôn ấy. Bục là được.
hả? Buộc được. Buộc chứ. Nhẹ nhàng thôi, buộc không ạ? Đây, ngon lắm mọi người ạ. Đấy, đúng của nó phải tầm này thôi mọi người nhá. Nếu mà mình ăn gọi là hệ già quá là nó, ví dụ cái hệ đẻ rồi ấy, nó sẽ bị thâm một chút. Bây giờ là chú cháu cái đoạn là này nó dày quá, nó còn hơi đỏ, là hai chú cháu là phải rúng lại một tí. Ông trẻ nhở? Thì rồi. Ờ, rúng lại thì. Ông rúng lại đi. Cái này cũng đúng sở trường của ông trẻ nhở? Đấy, anh em nhìn đấy. Ông cứ làm tầm đấy, tầm đấy thôi, vừa miếng. À, đấy. Rồi. Kể ra mà ăn được cả cái thì tốt, làm một phát hết luôn thì ok luôn. Hôm nay cũng nắng, nắng đấy ông chị ạ. Nắng đâu không sợ. Để cháu gọi cho anh Hòa thử nhá. Ok. Hòa đang đi chút sơn, sợ không về kịp. Đây rồi. Đây rồi. Nghỉ lắm. Nghỉ luôn. Ông này cứ ăn trễ là ông có mặt rồi. Còn cháu cứ gọi cho chắc ăn, sợ không phải. Sợ đội đi hái chia. Không phải đâu. Đi gọi cho chắc. Chị cuốn. Xe điếu này. Xe điếu đây. Ông trẻ là rất thích ăn đậu mọi người nhá. Đã lâu cơ. Anh Hòa. À, đúng ra là mình có gọi anh Hòa các bạn ạ. Nhưng mà anh Hòa đang trên đường di chuyển sang đây. Hôm nay là kiểu nhà cắt sơn ấy. À, có khách. Khách nào đây? Chô. À, thế thì Hoa lại tí không? À, chào. À, mời ông trẻ nhá. À, mời mọi người nhá. Cháu túc tắc nha. Sáng nay uống hơi căng. Đậu. À. Làm tí ông ơi. Hả? À? Làm tí với hai chú cháu à? À, vâng vâng. Thế làm đi ông trẻ nhờ. Dạ. Cái này là chẩm chéo anh em ạ. Đấy, mọi người mua chẩm chéo thì liên hệ với anh em bọn mình nhá. Dùng đi ông trẻ nhá. Dạ. À. Này, quá tuyệt vời luôn. Anh cho cái chẩm chéo này. À đây, đây ông trẻ. Ừ. Mời ông trẻ nhá. Ôi, giòn lắm. Mình giữ được trứng nhá. Giòn phết đấy ông chả. 5 quả trứng này là no rồi. 5 quả trứng thì ông ăn 3 cháu ăn 2 quả. Thôi giờ 1 quả kích. 1 quả làm sao mà no được. Thôi là nhiều khoảng 1 quả. Hai chú cháu mình hết chỗ này ông chả nhờ. Không chơi được. Đây, đây mời anh em nhá. Giòn đúng không ạ? Ông chè làm một miếng thử xem nào. Ông cảm nhận thử xem là có ngon không? Đúng miếng đấy luôn. Đấy. Rồi. À. Giòn không? Giòn đúng không? À. Tuyệt vời đúng không? Mình cứ túc tắc. Sao cái dưa này lên sao uống không á? Càng ngao. Lấy rượu của ông đó. Lấy rượu ông đây. Ông còn chê rượu mình lấy ra. Ở đây, chuyển lại đấy cho nào. Sở thích của ông trẻ các bạn ạ, là bao giờ ăn cũng phải có một 5 lạng đậu. Nó tùy sở thích của mỗi người thôi. Đấy, không phải ai cũng kiểu thích như thế. Hai ông con thôi. Đấy, anh Hoa đây rồi. Anh Hoa vào luôn anh. Chết rồi, à. Hai ông con thôi. Chị đây. Chào anh em nhé. Rồi, anh lên luôn. Chị Hoa vào đây. Chị còn đang nghe nóng. Này, tưởng có anh ngồi sang chỗ kia luôn. Tưởng vụ gì? Vụ gì? Có cái trễ. Chị Hoa ngồi lên luôn. Ôi chị vào một mình đấy, ta chẳng vậy nên ta chẳng có xe ta đi. Đảo đảo đi như kiểu là đảo vữa ấy. Cái này nhiều người ăn bảo chê cay, anh chẳng nghe cay đâu. Rồi mời tất cả anh em nhá. Rồi ok. Mình vướng từ đùi về. Ê, nghe chỗ thành điện. Có cái ăn đúng không?
Ừ, giòn thật. Rụp rụp lại nhỏ nhỉ. Sướng. Sướng nhớ. Chị em ở đang làm miếng này nhỉ. Ui đúng miếng đấy, giòn. Kì. Giàu nghèo gì đúng không? Giàu nghèo gì đâu. Chấp chéo à. Ờ rồi ok. Ai. Rụp rụp thật đấy nhỉ. Nè mời anh em nhá. Ui ôi mày qua con trẻ à, anh Hòa đến thì tâm ra là mình cái góc máy nó thoáng hơn. Hôm nay mỗi hai chú cháu à, mời mọi người nhá. Ăn đi chị. Cái còi sẽ to không? Không. Cái này mới ngon. Ngon đấy. Không cụt ra thì đây. Chia to thì đây. Kéo nó hơi cuồn tí. Con là không đứt. Đặc kỹ này. Hay dạ. Nhìn cho gái cua của okay. Ok không anh? Bốc vậy. Giòn à. Mình làm ngay miếng này. Xong rồi giã đúng làm rồi. Nóng nóng này. Đảo đi đảo lại đúng không? Đấy. Ôi. Mời anh em nhá. Rồi rồi ok anh. Đấy. Giòn chứ. Có thêm hơi trứng một tí là ngon hẳn nhỉ anh nhỉ? Nghe bảo món có món chế chị nghe bảo ai món chế ngon thì đi. Đấy, chế. Nhưng mà lần sau em cho thì là phải ạ đấy nhá. Còn còn cứ cho rằng là bắt đầu mà nhung mà ăn đâu nhá. Lần sau cho là phải ạ từ thế đấy. Đấy có anh Trường vào kiểu anh đi mua thức ăn vào. Anh bây giờ đi mua thức ăn à? Thôi. Thức ăn gì đâu? Người đi mua. Thế từ sáng ở nhà làm gì đâu? Tranh thủ à? Đấy, máy trên đồi đấy bà. Đồi nhà này nhiều đúng không? Này đang, nhiều. Đang chuẩn bị vào chính vụ đúng không? Lấy về. Em này dùng ngoài đấy. Yeah, bắt luôn. Nhìn là biết rồi. Dùng dùng đấy nhìn giống giống như kiểu người nước ngoài ấy nhỉ? Dùng dĩa gì? Dùng dĩa, dùng dao ấy. Thì thôi quá, họ phê mà nắm. Chị đẻ. Chắc là chín rồi, ninh từ sáng không ạ? Ninh từ sáng mà. Ta một quả. Thấy đã đưa rồi. Không biết nó không ăn đâu. Để ăn đi. Không nghe mùi ấy rồi, nghe mùi trứng rồi chứ. Nghe mùi trứng chín rồi. À. Thế chắc là ăn được. Đây. À, chín kỹ rồi, chín kỹ rồi. Chín kỹ mà. Đây hoa. Múm sụp xịt rồi. Đấy, cho vợ ăn cái đấy là phải đấy. Còn anh ăn cái phần con thôi. Đấy là cái gì? Thôi đừng lúc đó, chị ăn là hang cải. Mề rồi mà. Mề. Mề. Không phải, mình. Em không thích cái mề mề nói nó cứng. Nó cứng. Nó bùi quá. Nó đưa cho con mọng. Mà không khéo là mình cho đây là mình chìm cho nó. Lắp cho nó phát. Rồi. Sướng đời. Làm quả trứng lộn nha, tối nay kiểu gì cũng khỏe này. Khỏe cày. Đấy. Cái bia thôi. Anh ăn. Không vịt là sao gà. Gà chơi thì rất. Gà, chính gà còn không sợ bằng vịt anh ạ. Anh cứ bảo là vịt là không sợ đâu bằng gà. Gà là mới hốt á. Thấy vịt người ta luộc vẫn thấy là đỏ thôi. Này, nhai này, này. Thế cái ta còn ăn sống đấy. Ăn bình lớp lại vào. Cái vịt thì vẫn ấy được anh ạ, vịt luộc nửa như anh Vinh Hưng ăn nửa. Phải một con vịt phải luộc tám nửa chín nửa sống là rất là khó. Luộc nửa chín nửa sống.